Ngày 25 tháng 11, Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với Cục Trinh sát Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triệt xóa đường dây tổ chức đưa đón người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Theo đó, lực lượng phá án đã bắt giữ 16 đối tượng, bao gồm 5 đối tượng người Việt Nam, 11 đối tượng người Trung Quốc, thu giữ tăng vật gồm 2 xe ô tô, 2 xe máy, 19 điện thoại di động các loại và một số giấy tờ tài liệu liên quan đến vụ án. Trước đó, vào 23 giờ ngày 19 tháng 11, tại khu vực bến đò khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng tham gia chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Lê Ngọc Quý, 27 tuổi, trú tại khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, đang đưa dẫn 4 đối tượng gồm Ngụy Thuận Lý, 25 tuổi, Trương Liêu, 28 tuổi, Vương Chiêu Bảo, 27 tuổi và Đào Tuấn Huy, 20 tuổi, cùng mang quốc tịch Trung Quốc. Qua khai thác nhanh, lực lượng đánh án đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Anh, 50 tuổi, trú tại thôn Nại Cửu, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, là đối tượng cùng với Lê Ngọc Quý trực tiếp đưa dẫn 4 đối tượng. Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Trần Văn Bắc, 39 tuổi, trú tại xóm 8, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, lái xe đang trên đường đưa 7 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào và bắt giữ khẩn cấp đối tượng Hoàng Thị Tỉnh, 50 tuổi, trú tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, là đối tượng được xác định đã dùng ô tô chở 4 đối tượng Trung Quốc bị bắt giữ trong đêm 19 tháng 11. Đến ngày 20 tháng 11, lực lượng đánh án tiếp tục bắt giữ khẩn cấp đối tượng Hồ Thị Vân, 48 tuổi, trú tại thôn Nại Cửu, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, là đối tượng trực tiếp nhận, điều hành và tổ chức cho toàn bộ số người Trung Quốc bị bắt xuất cảnh sang Lào. Hiện Biên phòng Quảng Trị đã bàn giao 5 đối tượng người Việt Nam cùng hồ sơ tang vật có liên quan đến vụ án cho Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị và 11 đối tượng người Trung Quốc cho Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.